Ok, hello anh em. Thì hôm nay cũng bắt đầu đi học đi làm nè, nên tôi về hơi trễ tí, cũng gần 10 giờ rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một con game mới, nó còn là con sâu Gainer. Thì con này lúc trước tôi đã giới thiệu với anh em một lần rồi, tranh thủ lúc mà vô tranh thủ lúc mà lẩm nhẩm gì anh em đợi tôi vô cái hạt cơ tim cái đây. Thì con show gainer này là một con game thay đổi tên bay. Anh em nào chơi XCOM rồi thì sẽ cảm thấy con này nó rất là giống gì luôn. Thì mình sẽ đóng vai là một cái người tham gia một cái mà thí sinh tham gia vào cái chương trình truyền hình thực tế, chủ yếu là bắn giết máu me thôi. Thì nó giống với cái con game mà Hunger Games đó, con game mà có em gái mà ở 11 cái quận á, rồi xong rồi tham gia được cái giải đấu đó. Gọi là phim gì húng nhại phải không, trường sinh tử đúng không? Thì đó, thì con game hồi nãy thì anh em nó sẽ thấy nó rất là giống cái phim này, chỉ là cái phiên bản nó máu me hơn thôi. Thì con game này thì anh em xem trailer sẽ hiểu đó, sẽ có hai người tham gia vào cái kiểu mà lối chơi tên bay. Thì tôi chỉ mới đọc thôi chứ tôi chưa có chơi nữa. Thì anh em xem cái phim này rồi thì sẽ cảm thấy con game này nó rất giống gì luôn. Rồi mình giới thiệu sơ qua rồi vào game luôn ha. Đây, tôi đăng nhập Steam. Rồi ok rồi. Tắt cái Steam Overlay. Chứ để không nó gắt game lắm. Thì con game này có hiệu ứng nhấp nháy. Một lượng nhỏ phần trăm tỷ lệ những người chơi thì có thể là thấy khó chịu với hiệu ứng đó, nên game mới cảnh báo trước. Thì chế độ auto save này theo mỗi tên đi, thì cái này là cái hiệu ứng máu me nè, nên chắc tôi không để đâu, never luôn. Thì cái Q cam thì thi thoảng nó sẽ xuất hiện lần. Q cam là giống như cái kiểu mà anh em chơi cái con mà Sniper Elite á, thì khi cái viên đạn nó bay trúng người nó sẽ xuyên qua mấy khung xương, là nó kiểu đó, đó. Thì ngôn ngữ thì này sau cái hiệu ứng Antone đi. Những cái năng ngôn ngữ này rất tiếc là không có tiếng Việt, nó chỉ phổ biến là rất nhiều ngôn ngữ nhưng mà chỉ ngôn ngữ là nổi trội thôi. Mô tình lưu thì luôn luôn tắt rồi, FPS thì tôi để khoảng 75 thôi, còn game này tôi nghĩ nó không có hơn đâu, đồ họa còn là ưu cha hết. Audio thì để lên 75 luôn. Rồi chúng ta vô new game ha. Thì nó có là bốn chế độ với mà chế độ tùy chỉnh này, cái này thì không có xếp luôn, game sẽ tiến tính thẳng rồi đoạn cuối, nếu như mình chết là game over vĩnh viễn luôn. Thì chế độ này chế độ là khó dành cho những người chơi muốn trải nghiệm game rất là thử thách, chế độ này là cực kỳ khó đó, dành cho những người chơi tên bay đã có kinh nghiệm. Chế độ này là khó kinh hoàng luôn đó, người chơi có kinh nghiệm cũng chưa chắc vượt qua. Chế độ này siêu khó rồi nên tạm thời tôi chơi easy thôi. Ủa, chơi cái bước siêu khó này thôi. Đây. Cái gì đây? Cái chân à? Cái chân giống chân của Iron Man quá vậy. Tóc dài rồi, cái này Iron Woman này giống phải Iron Man. Iron Woman. Caleb không thể tin được là cô ấy có thể đứng dậy. Thì em này à, coi nhìn rút cái miệng chai đó kìa, cô ấy bị đau rất là tồi tệ chứ kéo dài được bao lâu nữa này. Caleb không gì có thể cản bước chân của là đây, chúng ta vào game này. Người bắt chưa đi cây đi thôi, vẫn có thể đi được, nhổ nguyên cái miếng biển chai trong người ra mà thêm đôi guốc sắt thêm cái giáp nữa. Thì con game này tôi nhận định thấy là nó cũng không có đẹp cho lắm, chỉ ở mức tầm tạm thôi. Camera nó bị lóc ở cái góc quay này khoảng 45 giảm xuống, nên con game này tôi nghĩ nó không có nhẹ đâu. Này cái gì, khi mình đến gần thì trong cái này nó sẽ có nhiều cái bẫy,
Anh em thấy cọng dây găng găng bao mình sẽ phải phá bẫy đó, để rồi giảm tiếng game xuống đó để nó to quá. Thì đi tiếp thôi. Cái lò nung này có gì không? Không có gì hết. Có cái bảng đây, tương tác bằng chuột trái. Đây là cái chạm hồi máu. Rất may mắn là mình đã tìm thấy cái chạm hồi máu rồi. Thì máu mình đang là 8 trên 25 nè. Chắc đi vô đó được hồi máu đó. Cuối cùng nữa đó. Rồi có hai thằng phục kích luôn nè. Thằng đỏ với thằng vàng nè. Gao đỏ với gao vàng rồi. Rồi succum. Cái này bọn vô danh thiếu tốt thôi. Rồi đó, chúng ta bắt đầu vô màn chơi đó. Giao tranh nè. Thì mình có thể di chuyển đến cái vị trí này đó, di chuyển và hành động thì sẽ tốn cho điểm AB. Điểm AB rồi điểm action point. Thì anh em chơi mấy con game hành động hoặc là xem tôi chơi nhiều sẽ biết. Thì khi cái điểm action point này thì không thì sẽ hết tool thôi đó. Như cái mô hình chúng ta có 2 điểm mà cái ba này là đạn, đạn trong 2 điểm. Thì khi di chuyển là nó sẽ có những cái hình cái khiên này. Mình di chuyển vào đó thì nó sẽ tăng được cái chế độ ấn nút, tức là địch bắn mình tỷ lệ mít nó cao hơn. Đó. Không có nằm thoáng đãng trong tầm nhìn của quân địch. Thì ghê chuột ở đây có thể xem được, nó gợi ý cho mình luôn. Bây giờ như mình đi qua đây nè. Rồi bấm số 1 để sót. Sót thì mình bắn này 55%, thằng này 85%. Bắn trên. Đó, cô ấy đã bắn trúng mục tiêu, gây được 4 đam. Nó bắn lại mình thì hụt rồi, tại mình đang nắp sau tượng rồi. Thằng này bắn có thể bắn trúng à. Bây giờ mình di chuyển vào cái điểm vàng này, mình hạ sát này luôn. Thì di chuyển trong cái vùng xanh này thì sẽ tốn 1 điểm. Trong cái vùng vàng là 2 điểm, cái vùng vàng là điểm tối đa mình thấy đi. Nhưng mà Khaled là những nhân vật của mình nào. Có cái kỹ năng là Outset. Cái last Outset á. Nên cô ấy có thể là di chuyển cho hết 2 điểm này luôn mà vẫn có thể bắn được. Đó. Đây là kỹ năng Outset của mình. Là bắn sau khi dùng hết tất cả cái điểm mà AB Action Point nào. Thì cái chiêu này nó rất là bá đạo nên nó sẽ cần 3 tool để hồi lại. Sử dụng nút Shift bên trái hoặc là nút Tab để chọn mục tiêu sau khi bắn. Chọn sao ta? Đó, mình sẽ chọn bên phải. Chọn bên trái. 100% cơ hội luôn. Đó, đi đến đây nó sẽ bắn ở trên này. Thì kỹ năng này nó rất là bá đạo nên cooldown tới tận 3 giây rồi. 3 tool rồi. Thì cái điểm, cái thứ hai của mình là cái Overwatch. Overwatch là mình sẽ quan sát trong cái khu vực màu vàng nè. Đó. Thì khi có mà quân địch đi vào cái vùng màu vàng trong lúc mình Overwatch kéo dài một tuần này, nó sẽ tự động bắn. Anh em chơi XCOM thì sẽ thấy rất là quen thuộc. Đó, nó đi vô cái vùng màu vàng sẽ bị bắn nè. Bảy đao. Nó bắn trả mình không? Thì cái góc này bắn qua góc này chắc là không trúng đâu. Cái thứ tư của mình là kỹ năng tấn công cận chiến. Mình đã hết đạn rồi, mình có 3 đạn thôi, nãy giờ bắn 3 lần rồi. Cái cận chiến này mình đi tới mình đấm nó. Thì cái điểm mình nhận được là trái lựu đạn ở phần thưởng. Đây, cuối cùng thì cô ấy đã đến được cái điểm hồi máu. Rồi mở ra cái sàn đấu thứ hai. Thì cái trụ này hồi nãy anh em để ý là nó có 24 á, 24 cái mà máu. Thì lúc đó mình còn 8 máu thôi. 8 máu bây giờ mình 25 máu là mình đã hấp thụ 17. Thì 24 trừ 17 thì còn lại 7 máu nè. Bây giờ chúng ta đi tiếp. Đi theo cái điểm này.
Có 7, có 7. Tuyển quản dính 7 là rất là thốn máu đó nha. Nó báo có 7, mình phải khắc phục 7. Cẩn thận dòm kỹ một chút. Đây, có cái gì giống rồi. Cái đồ họa thì thực sự cũng đẹp. Rồi, thằng này chắc là đồng minh của mình rồi. Marty, mình là Caleb, thanh niên là Marty. Mới vô game mà ai biết được mà hỏi. Mình vô được không? Không được. Đây nè, mình với thằng đồng đội nè. Luôn luôn. Cái gì đây? Cái này là khán giả coi nè. Máu. Còn bên đây là, bên đây là mình, nó bán cho mình hai cái lựu đạn. Cái lựu này nổ 15 đam, mình đang có hai trái rồi. Cái này là cái hồi máu đều có một cái, nên chắc không cần mua đâu. Trong đây hả? Không, nó báo ở đây mà. À, đây một cái fan của mình. Nó xin mình chữ ký. Thì mình có thể ba phương án trả lời nè. Mình tên là Caleb, mình chửi nó. Đó. Thì mình có thể là hòa đồng với fan thì được một điểm này. Còn này một điểm khinh bỉ. Còn Gendor này á, thì trong văn hóa của mấy bữa bên mà Mỹ á, thì cái nhân vật không xác định được danh tính, họ sẽ gọi là Gendor đối với nữ và Gendor đối với nam. Thường anh em phát hiện mấy cái xác chết mà không có định danh được, người ta sẽ dùng cái tên này. Thì đây là một kiểu châm biếm đó thôi, là mình được cái một điểm châm biếm nè. Ác thổ đi, mình được cộng 250 điểm nữa cơ. Đó, thì khi hỏng lại đây thì sẽ có bắt gặp những fan hâm mộ của mình. Mình có thể tương tác cho nó được mấy cái điểm đó. Ý con game nó gì thôi. Bây giờ mình tham gia vào cái vùng đấu trường, đấu với thằng Sư Cung với thằng nào đó. Rồi bắt đầu chuyên mục quảng cáo. Cái góc quay đứng chỉnh camera luôn. Chắc chắn một điều nữa sẽ đổ máu. Thì đây là có thằng Scrum. Có thằng một hả? À, trong đây thằng hả? Thằng này nó xa lắm. Cửa này vẫn đóng hả ta? Anh em này đi ra đây thì có 100% bắn được nó luôn. Đi luôn. Nó còn 5 máu à. Em này đi ra đây cũng chăm chăm luôn. Một thằng. Rất là nhanh gọn. Cái đó là cái kill cam á. Cái cảnh cắt cảnh là quay vô bán. Rồi tiếp tục qua đây bắn á. Còn 9 máu. Ủa sao ông này cũng mạnh như vậy ta? Ê! À, nó đang overwatch. Quên, không đi. Tức là nó đang coi cảnh giới, nó đang đứng trong cái vùng cảnh giới của nó. À đây, Yasuo à. Yasuo anh em ơi. Kaiser, Sharp, Warp, Gunin. Đeo cái túi màu hồng cu teo quá ha. Thì Yasuo này nó 30 máu rồi, mình bắn nó chưa được đâu. Mình chắc mình rút qua đây thôi. Rồi, Overwatch. Đầu này chắc cũng rút về đi. Mình sẽ cần... Ủa? Sao không gài đạn được? Gì đó, gì đó. Có 3 thằng sẽ đi cái lối này. Còn thằng này nó đã mài dao rồi.
cái vùng tấn công nó rất là rộng luôn. Chờ sao ta, em này gầy đạn là cảnh giới thôi, gầy đạn trước rồi cảnh giới. Ông này cũng gầy đạn luôn, cảnh giới luôn. Thì khi nó vô cái tầm ở khoảng ô này là bị hàng bắn rồi. Đó, em này bắn trước, có 7 máu thôi, nhưng mà nó vẫn đi ra được 11 gam, đâu cái gì. Mình có hai cái cục hồi máu nữa. Thì mình đấm nó vẫn chưa chết. Mình bắn nó. Bắn thưởng phát đi. Chết hay không tính. Còn hai máu. Đấm nó thôi. Tiết kiệm đạn. Ronin đã trở thành lịch sử. Mình đi vào đây mình lấy máu. Máu 14 lên 25 nè. Còn hôm nay gà đạn trước cái đó. Ờ, cái số này hồi nãy là số 3. Bây giờ nó số 1 tức là một tên nữa. Xài thử cái này ra. And here they come. Fresh defenders ready to take down the contestant. Đó, mình đang cảnh giới nên bắn ra đường phá. Lúc đây đi. Bắn thử này trúng không? 58%. Trúng luôn. Ngoài này nó bắn mình. Nó bắn mình, nó bắn hụt. Này bắn trúng không? Hụt luôn. Pilot T-Wick. Bây giờ sẽ có vài cái điều bất ngờ là được xuất hiện trong trò chơi. Một thêm một thử thách nữa. Cho nó khó khăn thêm tí. Rồi nó thả mấy thùng xuống, có thể là cái thùng nổ. Rồi, kế mình luôn. Cái thùng này nó nổ là gây 10 đam. Cái thùng này thì 15 đam. Thùng này 15. 15 thì vừa đủ cái phạm vi nổ. Vậy là mấy này một hit là chết luôn rồi. Bây giờ mình đi qua anh bắn cái thùng. Nổ chết này. Thì cái này là màn hướng dẫn đầu tiên thôi, nên nó không có gì khó khăn hết. Rồi, ok. Double kill. Khán giả là ó rồi. Thì mình được có 3 cái loại tiền tệ nè. Một cái súng mới, một cái bình máu mới và một cái lựu đạn. 3 cái loại tiền tệ này, cái tiền tệ đầu tiên là cái fame, là cái danh vọng của mình á. Thứ hai là kinh nghiệm, thì anh em nhìn cái XP đã biết rồi. Cái thứ ba là tiền. Tiền chắc để mua gì đó thôi. Tôi nhớ lần trước tôi coi cái video giới thiệu á, là nó có cái gun. Thì mình mới xong cái season đầu tiên à. Season giới thiệu thôi. Bây giờ mới vô chính thức đấu nó. Cái khu trại của bố quan này lại đây. Đây là dạng như một cái bay á, nó phá Gamega chứ phải không? Tôi chỉ có thể quay được nhiêu đây thôi. Hey Marty. Thì nãy là mình đã lên cấp rồi nè. Coi là vui theo hướng nào. Thì cái nhân vật này của mình
Cái chỉ số đam của nó khá là thấp. Đạn nó có 3, hiệu ứng cái tầm đánh nó là 5. Tôi nghĩ là cái này do cái vũ khí đó. Đó, với vũ khí quy định, mình có vũ khí mới nè. Thì cái này mạnh hơn khá là nhiều luôn. Cái này đam 7 đến 9. Băng đạn là 3, tầm đánh là 6. Hơn cái này mọi mặt luôn. Nên sẽ dùng cái mới. Còn tiếp theo là cái điểm kỹ năng. Thì nó có hai cái đường bui. Đường bui dưới với đường bui trên là tăng một điểm đánh cận chiến. Điểm cận chiến của mình là 7 đến 9. Điểm cận chiến ông này là 10 đến 12 rồi. Ông này thì ổng level 8 luôn rồi. Mình mới chỉ level 2 thôi. Level 8 nhưng mà 4.000 F là ổng lên cấp. Còn mình level 2 thì 5.000 F mình mới lên cấp được. Tại sao kỳ vậy? Máu cũng 44 nè. Thì ông này có hai cái skill point. Thì tôi cũng chưa biết là nên nâng cái đường nào. Cái này thì tăng thêm một lót item. Lót item là cái này. Đó, mình có hai cái nè. Thì fire shot. Cái fire shot này có thể gây tôn kẻ địch và đưa thêm đam luôn luôn chúng. Cái fire shot này tôi chưa biết nó là cái gì. Cooldown 3 tôn kéo dài tôn. Thủy chiêu này nó khá mạnh luôn á. Tăng đam cận chiến thì cũng chưa biết. Cái này có cơ hội 25% hồi 6 máu. Thì tăng một tầm di chuyển. Cái này điểm di chuyển chắc là không bui đâu. Tăng thêm HP và máu. Nhưng không phải điều khiển được cái nhân vật này là sao ta? Nó sẽ làm cái gì? Tôi chắc đi cái đường melee đam trên luôn. Nhưng mà đầu tiên lấy điểm này trước đi. Nhân vật này. Nhân vật này thì không bui melee đâu. Tại vì cái điểm đánh tay nó yếu quá. Đây. Đánh tay nó 57, ông này đánh tay mười mấy. Đây tầm thì mình có thể lắp lựu đạn hoặc là máu. Hai lót thì mình không cần phải suy nghĩ đâu. Phem. Phem là cái điểm này nè. Hồi bữa tôi coi là nhớ cái hình này trong lúc tôi coi cái trailer giới thiệu tôi nhớ cái hình này nên giờ biết cái frame là cái gì. Còn cái này nãy mình chọc thằng kia nên được cái một điểm gây khó chịu. Thì chủ yếu đây là có 4 điểm. Điểm ngầu lòi. Điểm này là điểm mà vui nhộn nè, hòa đồng nè. Còn điểm này là điểm hài hước, còn điểm này là điểm gây hấn. Là đây. Cái pha mình đốt thì mình sẽ nhận được ba cái medkit. Đến hồi mình coi mình tập trung bôi vô cái gì. Trí tuệ hả? Thì nhận thêm 10%. Tôi nghĩ là 10% nó không có nhiều đâu. Thì giảm 20% tất cả cái ultimate. Tôi có một cái điểm át hồn nè. Nhưng mà tiết kiệm 20% là sao đó? Xài nó có tiêu tốn tài nguyên đâu. Cái điểm này chống lại chấp thôi. 10% SP thì cố gắng lấy thêm hai cái thô nữa làm người sống cái gì nữa đi. Lấy cái điểm này luôn. Rồi xong rồi. Đi đây. Rồi, mình phải có vũ khí trên đây rồi, nó không cho mình cầm vũ khí vô. Chắc vô cái bay gặp cái ông mà chủ chương trình đó. Đây sau Gunner nè, ông này ông dẫn chương trình rồi. Thì giống cái game mà cái phim Hú Nhại nãy tôi nói đó. Sau mỗi cái màn chơi thì bắt đầu cái màn trình diễn. Chuẩn bị lên kế hoạch gì đó, đưa về tòa nhà nghỉ ngơi. Đây là cái audio record. Thì chừng nào mình sẵn sàng cho trận kế thì mình vô đây mình ngủ. Rồi ok, có phòng tắm luôn rồi, có giò sen luôn rồi. Này đã gì?
không tương tác được cái bên đây. Nó có cái động đủ lạ cho anh, chắc bắn súng. Súng này rất là mạnh nha. Nó tăng đam lên khá nhiều luôn, 4 đạn luôn. Nhưng mà 2,5 rồi. Cái này thì tăng lên tận 3 đam luôn. Thì máu nãy giờ tôi để ý quái nó là 15, nên 13 đến 15 thì cái xác sức nó ra được 15 hai lần rất là lắp. Nhưng mà xác sức ra 13 lần thì nó nhiều hơn, nên tôi ưu tiên, chắc ưu tiên cái súng bên trái hơn. Mặc dù ở đồng giá. Cái đồ nét, đồ nét này có nghĩa là bán. Thì tôi đang có 1.600 của em nè. Bán cái này 100 thì lên 1.700. Bên đây vô được không? Chặn cửa rồi. Bên đây. Đây gì đây? Nơi này thật rộng rãi. Rộng lớn. Cửa này phá rồi. Ai đây? Ready for your confessional? Oh, it's you. Let's see what we've got here. Chủ yếu vô nói chuyện khám phá mấy gì mới thôi. Cái bay này nó xây hơi xấu nè, không đẹp lắm. Đây là cái phòng của ông trung tâm của mình, ông tên Marty á. Do you want to place your special request? What? You're entitled to one special meal of your choice. Mấy vòng vô phá rồi, còn mỗi vòng mình thôi, chắc vô đây đi ngủ. Ngủ nữa bắt đầu trận rồi. Giờ cũng hơi trễ rồi, chắc đôi chơi nhanh gọn á. Cái này mình đang mơ quá không? Police đi đến nhà dân. No no. Rồi chắc bố mẹ thì ra đi nữa rồi. Bạn không nên vào đây hả? Kìa có số 1, 2, 3, 4 nè. Trời ơi. Jim với Noah. Alicia. Chắc bố mẹ và em gái quá. Jim, Noah, Alicia. Thì theo cái logic game thông thường mình tham gia cái giải đấu này chủ yếu là để tìm mấy manh mối tung tích thì đó thôi, hoặc là khám phá ra bản chất vụ án. Rồi hôm nay em vô phòng mình đó làm nháy không anh? Cái này là cái quái gì? Đây là cái bộ ghi âm cá nhân của mình. Mình có thể sử dụng cái này để ghi lại những cái âm thanh của mình, lời nói dạng như là vlog á, xong rồi gửi mấy cái audio để đến cho mà mấy cái fan của mình, bạn bè đó. Kể nó đi. Cái này dạng như là mình giao lưu với fan thôi. Rồi bắt đầu đến episode 2 qua chương 2. Theo như cái hình hồi nãy tôi thấy rồi, có khoảng chục chương rồi. Đây. Khu cát à. Một cái giải thưởng rất là rộng, rất là to lớn luôn. 100% mấy cái bẫy trong này có thể gây chết người. Đây là cái đấu trường Overwatch. Marty Mason and Sarkat Martio. Này. Nè mình nào. Ngồi rồi không? Cái hình đó chắc hơn mình hồi trẻ. Cái này là gì? Cái này bị phá rồi. Có bẫy nè, có bẫy nè. Anh em nhìn thấy cái bẫy nó chăng dây điện không? Bên đây. Nó bị phá ở đầu bên kia rồi. Cái này cũng là cái bẫy luôn. Cái này gì đây? Có một cái thằng bị gieo cho anh. Thì mình vẫn may mắn hơn. Đó anh em thấy cộng dây điện nó chăng vào. Đây, phá bẫy đi. Nobody's gonna have time to stop for a snack during this challenge. Hey, come on over here.
Đây. Come on đi. Camille Jam. Thì mình không phải là Candy Jam, nhưng mà mình cũng đùa nó luôn. Nó nhầm qua mình qua, mình tên là Khaled mà nhầm qua em Candy Jam rồi. Đây, tôi là Candy Jam này, y có 7. Trời ơi. Bên này lại có một cái bẫy nữa. Đây bẫy gì? Được 100 đồng và nó thưởng cho trái lựu đạn. Gì đây? Rồi mình bị phục kích rồi. Còn 14 máu à. Trapped like rats. Can they force their way through this ambush? Thì đầu tiên là rút về đây đó. Sao ta? Rút về đây đi. Không rút gì đó, tốn hai tuần nữa. Đi vòng qua mặt nó luôn. Đi vòng qua mặt nó bắn nó luôn. Tại này 15 máu à. Sẽ tới tuần ông này là nó chết rồi. Đó, tôi tuần này đấm cho nó chết rồi. Rồi nó bắn mình còn 7 máu à. Đúng tôi nữa mình đi đó. Nhưng mà không sao, cứ chơi thoải mái thôi. Trăm phần trăm đấu bắn hụt được. Nó nói tiếng gì đây? Coup de grâce. Được thêm cái lựu đạn. Có phải nào không? À, nó rất vui được gặp mình nhưng nó không nhớ tên mình là ai luôn. Chắc mình là mới đầu tiên cái điểm danh tiếng nó thấp quá. Sau này thế nào cũng có fan cuồng thôi. Từ ghét hết tôi đã thấp đỏ. I'm ghét hết. Bên trong này có cái gì nào? Mà làm sao để vào được? Cái gì? Cái gì? Một cái tường gai. Trốn 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 trốn. Ôi ôi, nó ác à. Mở cái cửa. Được 200 đồng với cái miếng gì á. Cái miếng này nó sẽ tăng cho mình một cái phạm vi di chuyển. Ok. Trong này toàn 7 thôi. Đi cẩn thận. Còn 7 máu à. Lại quản game over luôn. Mà có đường khác để đi ta, để tôi quầy găng á. Có cái gì anh bán không? Rồi. Cái này máy bán hàng, không có tiền đâu mua. Ở trên nó vẫn còn đường, những chỗ này nó chặn đây rồi. Cái đường trên này mình mới đi xuống, nên chắc đi tiếp thôi. Máu 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 máu. Đi bên đây có đường nè. Phá cái bẫy. Nhận được cái medkit với 100 đô. Nó mở cửa nè. Thì bây giờ là mình vô được rồi đó. Ok. Anh mặc ti của mình đeo 38 lần mạnh bái không? Không cần dọn dẹp. Lớp go. Mình đi tới đây mình bắn vô cái thùng đó. Xác suất bao nhiêu ta?
thử coi bắn trúng cái thùng này không, trúng luôn, trúng cái thùng nó nổ 15 đam này vừa đủ chết luôn á đó. Trong này chắc là cảnh giới thôi. Entering an overwatch position. Mày có hai thằng. Nó núp đây rồi. Nó có bật cảnh giới luôn kìa. Bắn. Chỉnh vô nha. Còn 4 máu à. Nó bắn lại mình mà bắn hụt rồi. Bên này thì hai tôi nớ có mấy này nó ra. Thằng đó nó núp khéo à. Nó không bị dính. Nên chắc do em này qua đây để cạnh sẵn bọn này đi. Qua đây đi. Bật cảnh giới em luôn. Mình bắn này chỉ có 55% thôi. Đi đây được 91% nè. Ok. Thằng này nó đứng đây nó cảnh giới hả? Này một tool nó ra rồi. Ồ nó núp khéo quá à. Cái thục này không tới nó luôn à. Qua đây đi. Hoping they make a fatal mistake. Ghê đáng. He's locked and loaded. Qua đây luôn. Staying put for the moment. Đó lại cảnh giới. Bây giờ mấy anh này đi ra nè. Hy vọng nó đứng gần gần để có thể nổ được cái thùng này. Bắn hụt luôn rồi. Bây giờ bắn được cái thùng này. Một thằng đi. Thằng này đã vô cái phạm vi nổ của cái thùng rồi nè. Chắc tôi bắn luôn. Rồi ok. Trời, mình núp đây mà nó bắn trúng luôn đó hả? Không, này đứng đây là ngay cái chỗ nổ này. Hiện tại mình bắn nó chỉ có 50% thôi. Không, nó núp ngoài cái vùng nổ rồi. Chắc là lùi ngô rồi, bật cái cảnh vệ lên. She takes an overwatch position. Preparing for a kill shot. Bắn. Có 7 đam à. Nó bắn là mình cũng 7 đam luôn. Thằng này nhú ra lặng đạn nè. 4 đam. 4 máu. Nó xếp bờ nó bắn mà mình bắn hụt. Bắn hơn này 75% trúng không. Còn 1 máu à. Này gài đạn trước đi. Rồi đấm nó chết. Nó bắn mình còn 6 máu à. Rồi đấm nghe nó chết rồi. Trong cái tủ còn rượu luôn rồi. Rồi ok. Mình được cái súng mới. Gamington cho ông này. Ông lên level 9 luôn rồi. Rồi ok. Cái cửa này nó đã mở nè. Nó lên một Q-phone nữa. Chắc là vừa 4 điểm lấy cái này luôn á. Thầy lấy cái này trên này nó cho mình là thêm một lót item nữa. Rồi lấy cái này trước đây.
Có vũ khí mới. Cái vũ khí mới ngon hơn cái cũ khá nhiều luôn. Thằng một đam với một tâm đánh luôn. Ngon. Thì em này có anh trái lựu đạn với cái cục hồi máu này. Không này cũng gì luôn. Thì bây giờ đi đâu? Đi bển à? Có 7 gì không? Như này có đồ nè. Trăm đồ. Có cái cửa vẫn đã bị phá rồi. Rồi tôi bị cái lỗi gì luôn. Tiếng game vẫn nghe nha. Nhưng mà game gắt. Thì chắc cũng là thôi kết thúc buổi livestream của video là đây đây. Bây giờ bấm không được luôn, không thấy chuột luôn. Rồi con game này thì có cơ hội sẽ chơi tiếp. Để nó ra vài bản update nữa. Được cập nhật luôn. Thì cũng đọc mấy cái bình luận đánh giá mà trên cái trang web đó. Trên cái trang game Steam của nó. Thì đa số cũng có rất là nhiều lỗi. Nhất là của thằng EA á. Đây thấy chuột rồi nè. Thì chút nữa thì tôi lên tôi coi có bản cập nhật nào. Rồi, cảm ơn anh em. Thì con game này chơi tạm qua cho biết thôi.